Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa anh chị em, cách đây vừa tròn 31 năm, tức là ngày 18 tháng 5 năm 1990, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Tổng Giám mục Hà Nội và là vị Hồng Y thứ hai của Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã về nhà cha trên trời. Di sản thiêng liêng mà Đức Hồng Y Giuse Maria để lại nơi Tổng giáo phận Hà Nội và nơi các giáo phận miền Bắc vẫn còn đậm nét. Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn như một người cha, đồng thời cũng như một người mẹ. Là một người cha cương quyết, can đảm, vững vàng trước bao nhiêu bão tố của thời cuộc. Như một người mẹ luôn dịu dàng, yêu thương, bao dung, tha thứ và yêu mến đoàn chiên. Hôm nay kỷ niệm 31 năm người về nhà cha trên trời, chúng ta thấy có sự hiện diện chân quý của Đức Hồng Y Phêrô, cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em. Chúng ta đại diện cho gia đình Tổng giáo phận Hà Nội để dâng thánh lễ này. Đây là thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta Đức Hồng Y Giuse Maria. Tạ ơn Thiên Chúa vì người luôn luôn hướng dẫn, dìu dắt, phù trợ Đức Hồng Y trong sứ mạng mục tử. Chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho Đức Hồng Y được phần thưởng hạnh phúc nơi thiên quốc. Và chúng ta cũng xin Đức Hồng Y Giuse Maria, một khi đã về với Chúa, thì luôn luôn truyền cầu cho gia đình Tổng giáo phận Hà Nội là những người con mà người hằng yêu quý, cũng như những người con mà người đã dấn thân phục vụ. Xin Chúa cho chúng ta qua thánh lễ này được nuôi dưỡng bởi lời Chúa, vừa vững tin vào Đức Giêsu phục sinh, vừa tin rằng những anh chị em ra đi trước chúng ta, nếu như ai sống thánh thiện đạo đức, sẽ được hưởng vinh quang Chúa nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta cũng xin Chúa củng cố đức tin nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta hiểu những giá trị cao quý, phẩm giá của con người. Mỗi chúng ta đều đang hướng về quê trời, là nơi có Đức Giêsu phục sinh đang hiện diện. Giờ đây chúng ta cùng khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm của mình. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được sự sống đời đời. Ai phục sự vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. Đó là lời Chúa. Xin tiếp tục đứng.
Kính thưa cộng đoàn, khi đọc tin mừng Thánh Gioan, chúng ta thấy có một điều khác lạ tới mức nghịch lý, đó là khi Đức Giêsu chịu khổ nạn cũng là lúc người được tôn vinh. Trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói về cái chết của người, nhưng mà Chúa cũng khẳng định quả thật bây giờ là lúc con người được tôn vinh. Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu trên thập giá cũng là lúc người được tôn vinh. Chúng ta có thể tìm thấy ý tưởng ấy rải rác trong tin mừng. Chúa Giêsu đã tuyên bố: quả thật tôi nói với các ngươi, khi nào các ông treo con người lên khỏi mặt đất, các ông sẽ biết ta là. Chúng ta thường dịch các ông sẽ biết ta là ai, nhưng đúng hơn các ông sẽ biết ta là theo truyền thống của Thánh Kinh. Đấy, đó là cách nói chính Thiên Chúa tỏ mình, mà chúng ta có thể thấy rõ trong lời của Chúa nói với ông Môi-se trong sách Xuất Hành chương 3 câu 14: hãy đi nói với con cái Israel, đấng hằng hữu hay là đấng ta là nói với các người. Chúa Giêsu cũng tuyên bố với người Do Thái: khi nào các ông dương cao con người lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người đến cùng tôi. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập giá cũng là lúc người được tôn vinh. Không phải là vô cớ mà trong tin mừng Thánh Gioan, tác giả nhấn mạnh tới cái dòng chữ được ghi bằng ba thứ tiếng trên đầu thập giá: người này là vua dân Do Thái. Dòng chữ ấy được viết bằng tiếng Latin, bằng tiếng Do Thái và bằng tiếng Hy Lạp. Tiếng Latin là tiếng của ngôn ngữ của pháp luật hành chính, tiếng Do Thái là thứ ngôn ngữ của tôn giáo, và tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ của văn hóa. Việc tấm biển ở trên đầu thập giá được viết bằng ba thứ tiếng cũng hàm ý rằng Đức Giêsu là đấng cứu độ trần gian. Ơn cứu độ được giới thiệu cho toàn thế giới, và Đức Giêsu chịu đóng đinh ở cửa thành, cổng thành Jerusalem, là nơi mà người ta ngang qua lại, có nhiều người nhìn thấy Đức Giêsu trên cây thập giá như một tên tử tội, nhưng mà Đức Giêsu cũng được tôn vinh là Thiên Chúa, là đấng cứu độ trần gian. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang cùng với giáo hội cử hành mầu nhiệm phục sinh trong những ngày này mà chúng ta gọi là mùa phục sinh. Đức Giêsu khi nói về hạt lúa mì là người nói về chính bản thân người. Chúa Giêsu là hạt lúa mì đã chấp nhận chịu chết, mục nát trong lòng đất và được nảy nở thành một cây mới sinh bông kết trái. Khi Chúa Giêsu nói đến hạt lúa mì, Chúa cũng khẳng định với chúng ta: những ai tin vào Chúa, những ai đi theo Chúa, những ai cố gắng sống thánh thiện, thì mặc dù họ có chết, họ cũng sẽ được phục sinh, sẽ được sống lại. Thân xác có được an táng trong lòng đất thì cũng không nằm yên trong nấm mồ mãi mãi, nhưng mà sẽ được sống lại, sẽ được phục sinh giống như hạt lúa gieo vào lòng đất, chấp nhận mục nát đi để nảy mầm và sinh bông kết trái. Chính vì thế mà Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt lúa mì để nói về cái chết của người, để nói về cái chết theo nhãn quan Kitô giáo sau này, và nói về niềm hy vọng của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã sống lại, chính Chúa Giêsu đã phục sinh, chính Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần, chính Chúa Giêsu đã bước ra khỏi mồ để vươn tới ánh sáng phục sinh, đồng thời chiếu tỏa ánh sáng phục sinh cho nhân loại. Chúng ta, những ai tin vào Chúa, cũng nhìn xuyên qua sự chết để thấy một mầm sống mới, nhìn xuyên qua sự chết để thấy được ánh vinh quang phục sinh. Chính vì thế mà khi cử hành mầu nhiệm phục sinh, chúng ta thấy hé mở cánh cửa của niềm hy vọng, và chúng ta tuyên xưng đức tin của mình vào đấng đã sống lại từ cõi chết,
Đồng thời, chúng ta cũng tuyên xưng đức tin của chúng ta vào xác loài người ngày sau sống lại, và chúng ta tuyên xưng đức tin vào sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời. Và như thế, cái chết không phải là kết thúc. Cái chết là một sự chuyển biến để đưa chúng ta từ một tình trạng này tới một tình trạng khác. Nói một cách rõ ràng hơn, cái chết là vào giờ phút chúng con người được gặp gỡ Chúa, được biến đổi và nhìn theo cái nhìn của đức tin. Đó cũng chính là giờ phút được vinh quang, như Đức Giêsu, giờ chết của người trên thập giá là giây phút được tôn vinh. Đức Giêsu khẳng định với chúng ta như thế, và Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài sách thánh thứ hai chúng ta vừa nghe: mỗi người chúng ta sống trên trần gian giống như đang ở trong một túp lều, một túp lều rất là khiêm tốn, đôi khi lại là một túp lều rách nát. Và cái chết sẽ biến đổi chúng ta để chúng ta trở về với nhà Cha trên trời. Chúng ta sẽ được ở trong một căn nhà mới, một căn nhà mà Thiên Chúa dành sẵn cho những ai yêu mến người. Kính thưa cộng đoàn, chính trong tâm tình ấy, chính trong niềm hy vọng vào Đức Giêsu phục sinh mà hôm nay chúng ta dâng thánh lễ này để tưởng niệm, để tri ân và để cầu nguyện cho Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Như chúng ta đã biết, cuộc sống trần gian của Ngài chỉ có 69 năm, trong đó có 41 năm sống trong Ngài sống thiên chức linh mục và 27 năm làm giám mục, đặc biệt là 22 năm Đức Hồng Y là tổng giám mục, tổng giáo phận Hà Nội của chúng ta. Mặc dù là người đã khuất bóng, nhưng di sản thiêng liêng Đức Hồng Y để lại cho chúng ta vô cùng to lớn. Những ai có dịp gặp gỡ Đức Hồng Y đều lưu lại những kỷ niệm khó quên. Đức Hồng Y là một vị giám mục đạo đức, nhân từ, diễn tả lòng thương xót của Chúa. Đức Hồng Y đặc biệt yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, cho nên có nhiều người kể lại rằng mỗi khi Ngài tiếp khách, trước khi chia tay, đứng lên ra về, Ngài mời gọi mọi người hướng về tượng Đức Mẹ Fatima trong nhà khách để đọc ba kinh kính mừng. Mặc dù là một vị tổng giám mục lãnh đạo một giáo phận trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn vừa kể về cơ chế xã hội, khó khăn về người, khó khăn về đời, về kinh tế vật chất, nhưng Đức Hồng Y của chúng ta vẫn cố gắng để mà giáo hội, đoàn dân Chúa tại Tổng giáo phận Hà Nội vượt lên, tồn tại và phát triển. Như chúng ta biết, Đức Hồng Y nỗ lực cố gắng chuyên cần để dịch cuốn Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước. Khi dịch cuốn Kinh Thánh ấy thì người nói rằng: tôi mất rất nhiều công lao vất vả để dịch cuốn Kinh Thánh này. Nếu nhờ cuốn Kinh Thánh này bằng ấn bản Việt ngữ mà có một linh hồn được cứu rát thì tôi đã lấy làm mãn nguyện. Mặc dù không được đào tạo trường lớp nào chuyên môn về nhạc lý, nhưng Đức Hồng Y vẫn sáng tác những mẫu vãn dâng hoa, những bài thánh ca, và trong số đó có nhiều bài thánh ca chúng ta vẫn còn hát cho tới ngày nay. Di sản của Đức Hồng Y không những chỉ là những tác phẩm, chỉ những là bài thánh ca, nhưng còn là sự đạo đức thánh thiện nơi cộng đoàn dân Chúa. Để rồi ngày hôm nay, nhờ một giai đoạn, nhờ một vị chủ chăn cương nghị trong giai đoạn khó khăn ấy, mà sức sống của đoàn chiên nơi Tổng giáo phận Hà Nội này dồi dào. Ngôi mộ của người được an táng trong nhà thờ chính tòa, để cùng với các vị tiền nhiệm khác khẳng định với chúng ta, Đức Hồng Y Giuse Maria là một trong những viên đá nền tảng cho đời sống đức tin của cộng đoàn tín hữu nơi Tổng giáo phận Hà Nội. Đồng thời, người được an táng nơi đây cũng như là một mối dây quy tụ mọi người trong tình hiệp nhất và trong tình yêu thương. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta chỉ biết sơ qua về cuộc đời của Đức Hồng Y Giuse Maria. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng thấu hiểu mọi điều. Chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu nỗi lao nhọc của người trong những năm tháng khó khăn. Nhắc đến Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn,
chúng ta cũng nhắc đến công lao của người trong tiến trình xin tòa thánh phong chân phước và phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam. Trong thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta cầu nguyện cho Đức Hồng Y. Chúng ta xin với Đức Hồng Y khi Ngài về cùng Chúa thì Ngài đừng quên đoàn chiên của Người nơi Tổng giáo phận Hà Nội cũng như miền Bắc và nơi giáo hội Việt Nam. Chúng ta tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu phục sinh. Chúng ta xác tín một điều rằng Đức Giêsu đã vinh quang khải thắng thiên quốc. Những ai tin theo Đức Giêsu, tuân giữ những gì Đức Giêsu dạy, chúng ta cũng sẽ được phần thưởng như Đức Giêsu đã được phần thưởng trên trời. Xin cho Đức Hồng Y Giuse Maria được hưởng thánh nhan Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta cũng hiểu ra phẩm giá, giá trị, ơn gọi, lý tưởng của cuộc đời người Kitô hữu, để rồi mỗi bước sống, mỗi ngày sống trên trần gian là mỗi bước thật đẹp để dẫn chúng ta về với Chúa, về quê trời, về để gặp những người thân yêu của chúng ta. Amen.